And lastly, we use structure in our mind map. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu quy luật số 5, đó chính là về bố cục của sơ đồ tư duy. Just like a book, we use structure for our ordering of ideas. Và chúng ta cần phải có một cái bố cục, một cái để mà làm sao mà mình sẽ sắp xếp những cái ý tưởng của mình cho cái bài sơ đồ tư duy. For example, your main idea, then your next important idea, and then other ideas. Và ví dụ như là làm sao để mà mình sắp xếp được cái bố cục nó hợp lý là mình phải thể hiện ra được là đâu là ý tưởng, đâu là cái ý tưởng kiến thức nó quan trọng nhất và đâu là quan trọng tiếp theo, và những cái ý tưởng, những cái ý chi tiết đó thì nó sẽ tỏa ra từ từ. We also use the position around our mind map to show the most important idea at 1 o'clock. Và mình cũng sẽ bắt đầu những cái ý tưởng đầu tiên cũng như là cái ý quan trọng nhất, nó sẽ cái nhắn của mình nó sẽ tỏa ra ở cái hướng thứ một, ở cái hướng 1 giờ. Then the next most important idea. Và những cái ý tưởng quan trọng tiếp theo thì sẽ là ở cái hướng theo chiều kim đồng hồ ạ. All the way around. Và cứ như vậy là cứ xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, ý tưởng quan trọng mà đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sometimes we can make the order very clear by writing numbers. Hoặc là thỉnh thoảng nếu mà các anh chị muốn cẩn thận hơn thì mình cũng có thể sử dụng số để mà mình đánh dấu cái thứ tự các ý tưởng, các nhánh của mình. This leads to radiant thinking. Và vì cái điều này nó sẽ làm cho tất cả những cái nhánh và cái tư duy của mình được tỏa ra, được lan rộng ra nhiều hơn nữa. And we also use links to link ideas together. Và mình cũng có thể sử dụng những cái mũi tên, những cái đường liên kết để mà chỉ ra được cái sự liên kết giữa cái ý này với một cái ý khác. Structure is important. Và cho nên là kết luận cái quy luật số 5 về bố cục vô cùng là quan trọng các anh chị. I want everyone to look at the screen because I'm going to ask you to count the dots. Rồi bây giờ là sẽ có một cái bài tập mà thầy muốn tất cả các anh chị phải tham gia và mình phải gõ xuống câu trả lời của mình cho thầy biết. Tại vì là ở bài tập này là các anh chị phải đếm trên màn hình là có bao nhiêu cái dấu chấm tròn. Are you ready? Các anh chị sẵn sàng chưa ạ? Count the dots. Bây giờ đếm nha, bao nhiêu dấu chấm tròn rồi các anh chị. Các anh chị ngoài Zoom ở Facebook và YouTube cũng trả lời câu hỏi luôn nha. Bao nhiêu dấu chấm tròn à? How many did you see? Có bao nhiêu à? Write it down in the chat. How many did you see? Không có kia rất nhiều nha. Không có được kia rất nhiều, phải là con số bao nhiêu. Many, many different answers. thầy Marek đã thấy là có rất là nhiều câu trả lời khác nhau, không có con số nào giống số nào hết trơn á. Somebody said two. Ôi, có ai đếm được hai chấm thôi hả? Đếm kịp có hai chấm thôi hả? 50. All right, we're going to do it again. Right, bây giờ là mình sẽ bắt đầu cái bài tập này một lần nữa nha. Mình lần này mình sẽ đếm kỹ chính xác coi có bao nhiêu chấm. The same number of dots. Và lần này cái số chấm nó cũng tương tự thôi, nó không có nhiều hơn, không có ít hơn. The same amount of time to count them. Thời gian cũng tương tự như thời gian lúc nãy luôn. But this time they are structured. Nhưng mà lần này in a nice structure. Nhưng mà lần này thì tất cả các dấu chấm nó sẽ được sắp xếp theo một bố cục rõ ràng hơn. Okay, look at the screen and count the dots. Rồi bây giờ các anh chị nhìn lên màn hình và mình cùng đếm lại là xem có bao nhiêu dấu chấm tròn nha. Rồi mình gõ xuống câu trả lời của mình được không ạ? Tell me how many? 30, 30, 30, 30. Everyone has got it right.
Every single person got it right. Rồi tất cả câu trả lời em thấy là cái con số nó nhảy lên nhưng có rất là nhiều câu trả lời khác nhau nhưng mà con số nó không đổi thì chứng tỏ rằng là tất cả các anh chị đã trả lời rất là đúng rồi đó. Structure is important. Thế cho nên mình có thể hiểu rằng là bố cục rất rất là quan trọng đúng không ạ? It's a very good demonstration on how if we structure our mind map well, it will be very, very easy to understand. Và thông qua cái bài tập này sẽ giúp cho các anh chị hiểu được rằng là bố cục sẽ giúp cho cái bài sơ đồ tư duy của mình nó sẽ được hệ thống hơn và thông qua đó thì mình có thể ghi nhớ được thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn. I think it is time for lunch. Okay, Marek. Yes, we can have our lunch right now. Yeah, and see you again at 1 p.m.